Các bạn bữa nay mình sẽ dẫn các bạn đi coi cái iPhone 12 mới ra nha các bạn. Mình sẽ đi chỗ Best Buy nè để mình coi cái phone. Best Buy bán phone nhiều lắm. Vô trong mình coi nha. Ok, giờ mình theo mình vô trong nha. Đây là cái iPhone 12 Pro nè các bạn. Đồ mà nhìn rất là sang luôn. Thấy ông bà camera ở sau. Nó mà không có bóng, cái mặt lưng không có bóng, các bạn nhám. Cạnh bên rất là bóng luôn, nhìn giống như vàng vậy đó, rất là sang trọng. Mặt trước thì cũng giống như mấy cái iPhone đời sau này thôi. Cái này là 6.1 inch nha các bạn. Các bạn thấy không, nó nổi dặn lại coi, quá đẹp luôn. Nhìn ở tầng ở ngoài trên đây thì tỷ không có bự lắm các bạn, 6.1 không có bự lắm. Thì mấy cái này ở trong thì cũng giống vậy thôi, chỉ là cái mặt lưng này nó khác nè. Camera cũng giống như cái iPhone 11, nhìn nó không khác một là bao, chỉ có mặt bên rồi luôn nè. Cái nút có 6G nè, xin khá đây đây, quá nhiều người chơi luôn, dấu găng tay quá trời. Cái màu Pacific Blue nè, các bạn thấy không, mặt lưng thì bóng mà cái mặt cạnh bên lại không bóng, nó nhám nhám. Chỉ có 2 camera thôi, nhìn các cụm nhìn cũng đẹp lắm các bạn. Nghe nói là màn chụp hình rất là đẹp đây, mình đang thử. Thằng tạm thời nó chưa có unlock, mình không có mua được, cho nên lại đi thử thôi. Hai cái iPhone 12 và iPhone 12 Pro màn hình giống nhau thôi. Rất là đẹp, mình rất là thích cái này. Đấy, cái này là iPhone 12. Một hồi mình sẽ so sánh one by one với các bạn thôi. iPhone 12 Pro này các bạn, ba màn hình ở sau không, mặt lưng hơi nhám, cạnh bên thì bóng, bóng loáng thôi, chiếu ánh sáng luôn các bạn thấy không? Đó, rất là đẹp. Ok, mình chỉ làm cái quick review vậy thôi các bạn ơi.